Này là chèo xuồng hồi nãy chở đi ra cái chỗ mà sạt lở. Ủa từ đây mình đi đằng sau không chứ? Ờ, quýnh cái vòng mà chèo chèo tay đi vậy hả? Trời đất ơi. Để hành ổng bà ổng ra vậy á. Không có, nãy là tự nhiên gặp hai chú đi ấy chứ không có, nãy hứa là cho hai chú năm xị chiều nhậu nè. Đó, gọi hai chú nè. Dạ. Giờ muốn đi nhậu ở gì? Làm giấm nhậu chạy xe đi dám luôn. Mà hồi nãy chú ra ngoài rồi cái chỗ mà sạc đó chú thấy cảm nghĩ sao? Ghê không? Cảm nghĩ nó giờ thấy lỡ rồi đấy. Mà thấy khủng khiếp không? Hồi nào giờ đâu chú ngồi xuống không? Chú ngồi xuống khủng khiếp gì á. Hồi nào giờ đâu có đâu vậy? Giờ quá trời lỡ vậy rồi thấy mà đó tôi đi ra tôi văn lưới hàng ngày đó ngoài đó đó mà bữa đó ngày hôm qua tôi không có đi ra văn. Dạ. Chú thấy ở đó sao không? Nếu mà chú có theo chú văn lưới á. Văn lưới thì là cạn. Mà sao bây giờ nó lại như vậy? Không biết nữa. Bị ba cái thắng cạp ngoài đó. Mà bao lâu rồi mà nó mới sâu như vậy? Hồi nào giờ không có mới hôm qua đó là lỡ xuống sâu vậy đó. Mà phát hiện nó sâu ha. Dạ. Chứ hồi nào giờ không có. Chú có khi nào lặn xuống cái chỗ cái bánh đó chưa? Có, lặn hoài vậy. Vẫn bình thường phải không? Dạ. Bị lưới mà. Sao mà nhanh? Nước này ha, nước này là cái xào mà này cầm cũng tới nữa nè. Ôi. Mà sao lại nhanh như vậy ta? Ừ thì ba ngoài nó cạp biết rồi ngoài đó rồi thì nó vô vậy đó. Là chú kể là hôm qua chú mất hai tay lưới luôn. Ờ thì hai tay lưới luôn rồi. cũng đang văn lưới ngoài luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Rồi chú thấy cái cảnh mà 12 căn nhà mở liên tục nó vậy rồi chú nó sập từ từ nó xuống trời vô thấy sao khổ giờ bây giờ mấy kia nó còn nó có đất nó có đường nền nhà của tôi nè không có nè cũng ở con nền nhà vậy không mà giờ nó đi của chân rồi giờ đưa vô nhà văn hóa của xã. Dạ. Rồi bắt đầu giờ cho vô chỗ ở chẳng. Thấy cái cảnh mà người ta mình không có nhà người ta như vậy mà giờ người ta mất luôn cái nhà luôn. Ừ, mình thấy khổ mà cũng là con cháu không à, mấy đó cũng con cháu không à, quen ở sớm vậy không à. Bình thường mà chú văn lưới thì chú cũng thấy bình thường. Nhưng không có gì chăng á, chỉ mới có ngàn qua thôi à. Ngày qua mà nó chịu ra coi giấc này nè là giờ bắt đầu có nứt ra là làm lần rồi đó. Là khoảng mấy giờ mà nó xuống luôn hết luôn tới mà trong cái tối không có ra ngoài. Dạ. Mà thì nó có quay mà lên điện thoại mấy kia nó quay lên Zalo á thì coi giùm thấy. Mà chú thấy lúc đó thời điểm đó chú thấy cái cảnh mà nó sập chú sợ không? Chú còn sợ chứ, ở trong này sợ chứ. Bỏ lưới luôn hả? À? Lưới đâu ngoài phải bỏ luôn, đâu dám ra ngoài trời ơi. Nó thấy dụ nó cục đất gì hay nó sập xuống hay là nước nó lên cỡ mà trên đọt mà mít này nè. Trời ơi, cái ghê vậy. Nó lên dựng lên cũng như mình nói là sóng thần vậy đó. Trời ơi. Nó sập xuống vậy nó xuống đó. Mà cũng may mắn hay chú. Ừ. Bà con người ta hai người chém chết chết hai chém chết hai người. Trời đất ơi. Tôi nghe nói là nó nuốt luôn cái cần cẩu luôn. Cần cẩu giờ xuống đó với hai chiếc ghe, một chiếc ghe kia mà đóng đáy thằng cháu xuống nghỉ già cầu dưới đắng đó, dưới đó cầu bóng nè. Thì hai đáy với chiếc ghe với máy đi luôn. Còn cái ông mà làm bọng nè, là ông bơm bọng nè, đốt đầu cũng đi luôn. Đi luôn. Ờ tính ổng chết với thằng đó ai là người mà coi cứu được. Con nghe nói là hiện tại bây giờ vòng vòng ở đó là những người ta ở gần mồ mả rồi là người ta di dời hết, người ta không, sợ là cái chỗ đó không có mồ mả. Dạ. Nó thẳng đó là chưa không có cái mồ mả nào xong. Dạ. 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 Không là ý là người ta sợ đúng á. Rồi đúng rồi, ta sợ người ta vợ người ta đem đi hết. Bây giờ chuẩn bị dạ. Người ta dời nè. Dạ. Dạ. Nhưng mà ở khu đó là chú biết khoảng bao nhiêu hộ dân ở trong đó không chú? Không đếm nào họ biết chứ không đếm không biết đây đếm mà biết nhà hết. À dạ. Bây giờ nãy nghe nói là 12 căn nhà. 12 căn nhưng mà hiện còn 3 căn đèn đỏ đó. Dạ. 3 căn là trong ship đèn đỏ rồi. Nói chỗ 3 căn mà chỗ mà cháu nãy xuống đó dạ, cái nhà dạ. Nó nứt ra hay mà dạ. Dùng vô quay đó dưới cái nhà mình cái gạch mấy bên này nè. Dạ. Đó là còn dưới cái nhà dưới ở dưới nữa dưới kia một chút nữa. Dạ. Chú ở đây bao nhiêu năm rồi? Này rồi tôi đây giờ 70 tuổi rồi ở rồi đó rồi rồi sống đây 70 năm rồi. Người dân ở đây đúng không? Dạ. Là chú rất là rõ ở nơi đây như dạ. Thế nào thì chú thấy kể từ khi lúc nào mà nó khác biệt và vì sao mà cái thời điểm gần nhất ở đây là khoảng bao lâu mà nó xảy ra như vậy chú? Cái này theo tôi độ là biết là tôi ngang khoảng 2 tháng nay đó là nước nó xấy ngược cái lợi là khoảng 2 tháng nay tôi văn lưới khó văn đó. Là bây giờ hồi đó thí dụ nước ròng nó chảy xuống nước lớn nó chảy lên. Bây giờ nước lớn gồng gì nó cứ bị sáng cạp ngoài đó mà cạp cát đó đột đầu nó dần thấy chảy lên không thấy biết tôi nói cái ông bảy mà chỗ trồng trời riêng trong mướn đất đó. Ờ, ông mà 20 mấy công đất hay bị đi 38 công á. 32 công. 32 hay 38 gì đó. Yeah. Rồi bắt đầu đó là nói ổng tôi nói sao giờ nó vậy cái ông nói là giờ cạp tới đâu. Tôi nói giờ nó cạp vô sắt ông à, nó cạp cách cái bè không được 100 mét mà. Yeah. Cái bè cá. Chắc tối nó làm gì chắc tối sáng chứ. Bằng ngày gì cũng có cạp hết. Cạp rồi hút nữa hả? Không, nó cạp
có hút cát thì mình đi mình không biết, vì nó mới ăn cắp cát là nó không biết. Còn cái cạp là nó nghiêng là nó cạp hàng ngày hoài, nó cạp tới xà lan bon á, mấy chiếc cái chành nữa, rồi dưới mấy chiếc mà 500 tấn hay 300 tấn gì đó, là một ngày không biết bao nhiêu nói. Mà nó có hai chiếc này là nó lên xuống hoài, từ cái bàn cao trở lên xuống lên xuống hoài như đó. Ở đây ngay cái bến mà xảy ra cái vụ việc là 12 căn nhà sập xuống, thì nghe nói là trước đó có một cái cồn nổi lên, cũng là ghe đi ngang nó mắc cạn hoài phải không? Đúng rồi, mà sát trong bờ á, nó cũng như là ví dụ mình nói cái mé bờ vậy đó, nó cạn ra khúc đây ra tới lầu cầu đó vậy. Ừ. Mà bây giờ thì theo chú hiện tại là chú thấy còn cái cồn đó hay không? Còn luôn hả? Còn, mà nó thí dụ tôi nói với chú vậy nè, bây giờ cái bờ vậy đó hen, mà nó sụp trong đất nạc rồi nè, cũng như vậy nè, cái bờ vậy mà nó sụp trong đất nạc á, mà cái bờ này vẫn còn. Hồi nãy tôi bơi chơi lại người ta. Dạ đúng rồi. Mình đúng rồi. Ở trong cái lở trong mà cái cồn ở ngoài nó vẫn còn như là sao ta? Ừ, không hiểu. Nó bị hụt xuống á, nó đi xuống dưới không à. Nó bị hút xuống. Mà điều nó đi đường đi ra vậy tôi không thấy. Mà nè tôi chỉ cho cháu này nè, lợi tôi lấy xà cái dầm tôi cầm nó cặn queo đó. Dạ. Đó, là tôi cũng lặn đó, là bị không phải là lặn gì không gì mà mình dân lưới nó mắc gốc lặn với chài á, rồi biết gốc giờ lặn biết. Nó làm như có cái hố gì ở dưới cái đầu nó đi xuống à, đi xuống không à. Tại là chú thấy vậy, nó ầm xuống cái là nó nước lên bằng nó đột mít vậy nè. Theo ở đây thì chú hổm gài thì chú có lặn thử ra chỗ đó sâu như thế nào không? Không, nó cạn quéo không, không có chỗ đó, trong đó cạn luôn. Đó là đất liền mà. Đó là chỗ nhà kìa, chỗ nhà hiện tại sập kìa. Đó là đất liền. Đất liền đó mà. Nhà đất liền. Nhà này cây trái nó trồng liền luôn, đất vậy đất liền. Tự lên nó đi xuống vậy không? Mà sao không biết là có một cái gì ở đó mà si mà xuống mất tiêu hết trơn. Ừ, mà tôi nói với chú là hoàn toàn từ được cái khu mà lở đó chạy dài lên tới trên dàm trên này đó là nó cạn quéo không à. Kỳ ta. Mà cái bãi nó lại ra nó ra tút ngoài luôn mà. Bãi bồi á. Là cái thời điểm đó từ cái phía bãi bồi mà lúc mà đất chưa sụp á là ngoài kia cặn ịu luôn, cặm luôn. Cặn luôn, cặn queo ha. Mà bây giờ lại là xuống rồi. Tới đâu mất tiêu tới đúng đó. Rồi. Mà hồi đó là cái này hồi cậu khoảng năm 7 mấy 80 gì đó là nó có lỡ lần lần rồi. Dạ. Là nó có sụp lần rồi. Bây giờ nó mới lần thứ hai. Lần thứ hai ha. Dạ. Nhưng mà lần trước là nó sụp nhỏ xíu à đúng không? Đúng rồi. 5 công 10 công trả lại chứ không có nữa là hết chân vậy, 5 10 công à. Dạ. Mà bây giờ là nó bút cái này là nó ăn là nó 70-80 công là chú thấy cỡ nào. Chú thấy hồi đó giờ chưa từng thấy luôn á. Đâu có thấy hồi đó, hồi đó là thấy cũng thấy lỡ rồi vậy. Bình thường thôi chứ gì. Rồi cũng lỡ bình thường mà nó sụp xuống á, người cái xuồng mà chú bơi lại đó cũng xoay tròn xoay tròn mà nó không chìm. Trời cái này lớn mới nó đập cho ghe chìm luôn. Ồ, chết luôn á. Bây giờ chú chắc không dám lại đó mà lặn đâu ha. Không, bây giờ đâu dám lặn chỗ đó, giờ tôi đâu dám. Người sâu dữ lắm không dám lặn. Hồi nãy nghe mấy chú kia nói là mấy mươi cỡ 30 ba mấy mét độ sâu. À, nó bị tới là 20 sải là nó kia chỗ ấy đó, còn mé ngoài thì cẳng queo à. Mà trong lỡ tôi nói chú về nè, ví dụ đường đất nạc này phải không, trong đó đấy mà ngoài này nó còn là cẳng queo. Bây giờ mé ngoài này thí dụ mà cái ganh ở ngoài giờ dắt này tôi ra tôi nói chú cái sào lưới tôi cầm tới chân mà cái ở trong là tự nhiên nó có một cái dũng như ở trong đây mà sao không hiểu nổi dũng gì để tôi nói chú theo thấy gì từ đây nó kéo đó là từ đó đụng xa lắm chứ mà. Theo ấy thì 500 mét ha, cái đó nó sạc ra 300 mét dài lên tới trên này luôn, dài là 500 mét, cỡ 500 mét, dài là 500 mét. Từ độ sạc nghe nói là khoảng 300 mét, 300 mét từ ở trong ra, trong ra từ ngoài vô trong là 300 mét, còn cái chiều dài là 500 mét tới đâu. Thì thống kê là mấy ông nói vậy đó, còn lỡ nữa. Mà tôi nãy ra là tôi bơi vô chớ có đang là ra vẫn còn sụp nữa đó. Sụp từ nó xuống nữa. Dạ. Sụp đứng. Nó xuống vào nó xuống một cái cằm xuống là ví dụ nó cái coi bực đất nào bự đen là tự lên nó xuống là nước nó dựng tự lên nó dựng ngược lên. Rồi ha. Hồi nãy con cái lúc cạn con thấy hình như là có một cái hòm ếch ở dưới phía dưới luôn. Không, hồi đó không có hòm ếch gì vậy. Tôi nói đất liền luôn vậy là nó vô liền luôn mà. Thì bởi vì không biết. Tôi hỏi chú lần này trồng mít với sầu riêng mà của người ta bao hết trơn cái ông bảy này là ổng đất nhiều nhất đó là. Là như là nhà nước người ta tính làm cái đê bao đúng đê bao đây nè đang đắp đúng không thì đó ngoài chỗ nãy đó nãy chỗ cháu xuống đó là đê bao đó đi xuống tới dưới chỗ lở đó là bỏ đất lên rồi chưa kịp là nó đã hai cái bọng bây giờ còn hai cái bọng đi xuống sông hết rồi đi xuống luôn đi mất tiêu luôn rồi rồi một cái ông mà bơm bọng mà đem bọng vô đó ha thì ổng cũng cái ghe máy ổng tiêu luôn rồi ừ, cái sáng cạp là chắc làm để làm đê đó sáng cạp cái cô bé cái cô bé đi luôn dưới luôn rồi thấy nằm đè dưới rồi đi luôn rồi giờ không giờ ổng kiếm nữa đâu giờ không kiếm được nữa đâu mất tiêu rồi còn đâu nữa bây giờ cái đó là bây giờ trừ ra đợi thợ lặn thôi chứ không ai giống mà nổi lên được cái giấc này giờ bây giờ không chưa ai dám lặn hiện tại bây giờ chưa ai dám xuống đâu tại vì nó lỡ xuống dạ nó vẫn còn mà tôi nói chú là nó xuống vậy thì thiệt mình dòm là nó không hình dung bị thổi chú
vậy là đất liền vậy mà tự ảnh ụp xuống mà cái gân ở ngoài còn cháu phải ngoài nó đi luôn vậy đó là chú nói là có đường ra cái này không có đường ra mà sao tự ảnh nó đi xuống vậy không? Xuống dưới như xuống mà nó không phải nó nghiêng gì trước mà nó lụng nó đi xuống vậy đó nó làm ụm là đi xuống luôn mấy cái cảnh trời ơi thì đây cũng nó cũng có mấy thằng đó ngoài cũng có con cháu và bạn bè cũng có nữa mà nhưng mà chú đây ông chú đây cũng thiệt hại là hai tay lưới là cũng công cụ để làm ăn nhà chú cũng nghèo nhà chú cũng nhà 167 chú cũng nghèo lắm chú cũng vậy 167 đó cho 167 cho có 10 triệu 200 rồi vay nhà nước là 8 triệu nữa hỗ trợ ha là bữa nay là hồi 2012 mà tới giờ tôi mới trả vừa trả dứt cho là 8 triệu đó vậy chú là thời điểm mà nhà mà lụng xuống là chú thấy luôn tại dân lượng thấy đó đi có hết trơn thấy cái mà thấy rồi bơi xuồng bỏ chạy luôn chứ sao đó đâu có ai dám lợi đó nữa tạo cho mấy cái ghe cái bự hơn tôi mà ghe chú bỏ luôn hai tay lưới mà nghe nói là khi mà cái nhà mà rớt xuống dưới đất lở là nó sóng nó lên cao dữ lắm rồi thì nó làm cái ầm xuống là bây giờ nước nó lên tới đọt mít này nè đó chú vậy đó nghe nói 3-4 mét luôn á tôi nói cũng ghi sóng thần á chứ nói sao y hệt như vậy đó 70 năm mới thấy cái chuyện này ha. Lỡ thì bình thường rồi nhưng mà nó lỡ kia là số gì cũng là 3 công chỗ nãy cháu này tôi rước xuống đây hen là từ đó ra đó chừng khoảng 100 mấy mét và chú đi nước ngang đây nè nó cạn á đi có ngang đầu gối nè rồi nó cũng kia nó cạn bồi luôn lên thấy đất luôn hết chân rồi mà vậy đó vô đây không bây giờ mấy cái nhà đó là không hình dung hồi nào giờ chưa bao giờ có cái vụ đó mà còn nếu ví dụ chú nói cái coi trên Mỹ Thịnh rồi đó cái đất kia nó sụp nó lỡ đó là chú nói ở ngoài nó sâu đi luôn thì tôi không nói còn cái này trong này đất đặt về mà nó còn cái gân ở ngoài mấy hàng bằng vẫn còn mà nó đi xuống dưới mà không hiểu luôn còn cái hố như bị bể cái đít ra như cái chén rồi bể cái đít nó rớt xuống còn nếu mà nó chịu tôi nói chú hen nếu đi đâu luôn ha mà cái gân này mà nếu nó đi luôn đó là mấy bè cá là tiêu hết luôn mà mấy bị gì nó cái gân này nó vẫn còn mà bằng vẫn còn luôn rút xuống không nó nộp đi xuống cái đầu thằng ra nãy con đi ra ngoài là bè cá giờ đang dời ra ngoài đang dời, sợ đang dời luôn bây giờ cho không dám ở đó giờ đâu ai bán cho những người đó chứ bây giờ bán cũng lỗ sắp sửa bán rồi đó không cũng mà lỗ bây giờ bán tháo mấy người mà thương buôn này thì ông bán mắc rẻ nó phải cho phải bán rồi cái hàng bè sắp cái chiến Tết người ta bán gần gần Tết là người ta bán nè mà cái ông chú mà 30 mấy công đất đó cũng tội ha rồi mất ổng thì nói đúng ra thì giờ đã mất như vậy thì mình thấy tội thì tội chứ ổng không đến đổi bị dạo đất không phải của ổng phải không ổng đất của con ổng mua mà điều thì con ổng giàu mình nói thẳng là cũng ấy ở nhà mình nói giàu mà điều cái chuyện ai không khổ giờ giàu không mất mấy chục con đất về thấy chưa thấy còn nhiêu tài sản người biết bao nhiêu tiền thức ăn của người bây giờ nội cái người mướn đất này nè là ông này cũng chết lên chết xuống giờ chưa bán được cái một cái trái gia vị chân là mít mới lên chưa bán được nè bây giờ là sầu riêng thì trồng mới lên khỏi đầu là giờ tiêu hết chân mấy ngàn cây mít rồi thêm 2 cái hồ cá nữa tiêu chân không còn gì chứ nghe nói nuôi cá lăng hơ hả chú cá lăng hơ cá chốt có giá lắm á thì ổng bán là ổng mỗi lần bán là 75 ngàn là mình kéo bán là cũng như bán xô vậy đó là cái riêng cân là 75 ngàn ký ở đây thì mình đối diện bên kia là một cái vĩnh thành phố Vĩnh Long luôn đúng không chú dạ bên đó là Vĩnh Long phường năm phường năm có Vĩnh Long đó, đó là ngay thành phố mà cho giáp cho móc luôn ha thì vẫn cho móc tự đơn bán từ đó bây giờ chúng là hai chiếc kia và hai chiếc mà đang cạp hoài móc hoài đấy bây giờ nó tắt theo bờ bên ủa bây giờ là nó đậu bên kia vẫn còn thấy còn vẫn còn đang bên kia. Mà ngày hôm qua thì lúc đó chú thấy thời điểm mà mình sập xuống mà chú thấy là nghe nói là nó xà lan nó ủi chạy bển ủi chạy bển gì bển mà cái lúc mà đang sạt lở đất luôn nó cũng vẫn còn cạp luôn nó không chịu bỏ đi nó đâu có bỏ đi cái gì mình nói thẳng là cái số ví dụ giấy tờ thì mình không hiểu ha cái này mua của trung ương hay là của tỉnh mình không hiểu cái chuyện đó mình biết là nó sẽ có vậy thôi người ta nói thôi chứ mình không hiểu nó đăng ký mà nó nói là mấy ông này nói là nghe nói là nó trong giấy đó thì nó nghe là cho nó cách từ trong mé bờ mình đó ha mé bờ vậy nè là đi ra 350 mét mà tôi thấy cái gốc thì bữa đó thì như thế nào tôi nói là nó cạp là nó còn ra dữ lắm là 150 mét chứ không có nữa sao người dân mình thấy vậy mình không đuổi nó ra mình đâu dám đuổi được vì nó có giấy tờ nó cũng như nó cạp gì vậy tôi nói chú bây giờ cho tôi đã mua ngay đất ngay chỗ này mà tôi có thể là không có ai tôi lấn xích đó mà có chứ đâu có ai nói nói gì được nó đâu không có làm gì được nó chứ là thấy nó thấy mà nó nghĩ ra mà... nó cạp là 10 năm trước hay gì đó rồi rồi nghĩ là đâu hết 1-2 năm nay nè là hết giấy tờ đó rồi bắt đầu người ta bí dân người ta nói là không cho cạp nữa nghe nói là vậy là chắc bỏ rồi xong không biết làm giấy tờ giờ mới cạp lại mấy lại tới giờ lại là bữa đó là chú thấy là lúc đó nhà sập nó mới chịu bỏ đi đúng không bây giờ là không sụp xuống đất đang sụp là bắt đầu nó bây giờ ủi xà lan nó ủi xà lan mà chiếc sáng nó qua bên bển hai chiếc nó nằm bên bển
Trời ơi, chú thấy cái này là cảnh khổ, chú thấy có người chết. Nói chung là có thể nó thấy sập mình nó sợ, sẽ nó bị ở cuốn rồi nó bỏ đi luôn á, nó sợ cuốn theo nó. Sợ cuốn nó chứ nó đâu có sợ gì, nó giấy tờ nó có đầy đủ, mình đâu có hiểu cái gì giấy tờ rồi nói chú là mình đâu có biết được. Chuyện của người ta mình không, không hiểu được. Còn cái mình nói đây thì dùm này mình nói rồi, trời ơi vậy mình đâu dám ra mình đập nó đâu. Chứ còn nếu mà người ta kéo dùm là kéo giấy tờ làm mình đâu dám. Nói chung bây giờ là trước tiên là chính quyền địa phương cũng hỗ trợ cho những người ta thiệt hại là có chỗ ở ăn uống rồi. Cái nguyên nhân cái lý do thì chắc chắn là cũng sẽ tìm hiểu rồi để rõ ràng cho bà con rồi cho mình có yên tâm. Vậy chứ làm sao giờ trời trời chú thấy khổ với nhà cửa giờ tiêu tan, giờ có người là còn xách được quần áo, còn có người không có xách nữa rồi, giờ chú thấy không có cái gì mà. Còn thấy thì hồi nãy thì chính quyền người ta cũng xuống hỗ trợ tiền rồi không gạo, biết tiền gạo là vô bây giờ vô nhà dân quá trong đó có là, tiền gạo hồi nãy phải. Phải có gạo mì là phải có rồi cái đó gạo cái... rồi gì gạo rồi nấu có cái gì bếp nấu cơm nữa bếp rồi mì nói chung hỗ trợ đầy đủ hết. Tội nhất có những cái gia đình mà cái cô kia còn tháng nữa ôm được cái bàn thờ của ba mình đi ra ngoài chứ không còn ôm được cái gì hết. Giờ chú thấy đau khổ lắm, giờ thì mình thấy có thằng kia bây giờ nó xuống nhà cửa nó giờ không còn, giờ nó nói giữ luôn nhà con nữa mà rốt cuộc đi hai cái xuống xong rồi không còn hai cái con đi luôn đi hết trơn luôn không còn cái nào hết nhà tiêu hết trơn không còn nữa. Quá đau khổ thấy cái cảnh này mà chú quá đau lòng hả chú. Dạ phải vậy rồi, mình khổ mà mình thấy cái cảnh này ngay lúc này người giàu mà bây giờ có đất đai tài sản tiêu hết rồi tiêu tan luôn. Còn cái những người mà thí dụ mình nói là cũng có một hai người mất đất cả chục công đất mà cũng vẫn còn là đất đai người ta cũng có tiền. Còn có gì cũng những người mà có cái nhà với hoặc là có nửa đất công đất vậy rồi đi chân vậy còn gì đâu sắn chịu. Có những người thì thí dụ người ta có còn đất, người ta còn ở nhà của người thân người ta. Có những người không nhà ta còn nữa, thí dụ còn mấy cái số kia thí dụ đất ở đó ta sụp chứ nhà ta còn. Có những người bây giờ mất luôn phải đi vô chạm vô cái nhà văn hóa để ở luôn. Là mấy người đó. Rồi bây giờ đây rồi ở đó rồi thời gian mình chưa biết đất là đâu mà mình có đất mình ở nữa nè. Nó là mình hồi hiện đất cận Tết nữa. Dạ, nói chung là đất đây đâu ở nữa. Giờ giàu hay nghèo gì mất tài sản ai cũng đau lòng hết. Đúng rồi, ai cũng phải vậy. Rồi bây giờ không biết rồi bây giờ trở lại rồi là mình đất đai rồi đỡ đâu, tiền bạc đâu cất cái nhà ở nữa. Thí dụ chú mất nhà, chú sập nhà thì còn miếng đất chú cất miếng cái chòi ở cũng được cái hay là cái gì này hết chân luôn, hết chân giờ mất luôn miếng đất rồi giờ đâu. Không, giờ không có đất nữa là bây giờ không biết đất đai ở đâu nữa. Thí dụ bão lũ thì có thể thông báo được, còn cái này là thua. Cái kia thiệt hại chút đỉnh thôi, còn này giờ đi hết chân trắng luôn, trắng tay luôn. Hồi đó giờ con mới thấy á. Cái câu nói ông bà thường hay nói là tiền đổ sông đổ biển á, bây giờ thiệt luôn. Không, nhưng cái nó mình nói là đúng không chú? Rồi dưới mình nói về câu là mày hại tao không chết tao, trừ trời hại tao chết, cái này thì trời hại chết nè, là nói là nói là đất để cái thằng mà thằng Thảo mà cái nhà mà là nó đầu tiên đó nó quay lên đấy là nó nói là lỡ ngay chân chỗ con sầu riêng đó hen. Hồi nào giờ nó đâu có tin cái gì gì đâu, nó đâu ấy cho nó hồi tối này nó kêu trời nữa, trời ơi trời ơi nó chú đó ông khóc luôn đó, để biết đó, rồi nó một chắc là ngang chứ không phải là ấy đâu. Trời ơi, đang nó đâu tin tưởng, không tin tưởng, trời ơi gia đình đâu ấy, gia đình là cũng là cán bộ này kia mà nó không có vụ tin gì đâu, không có tin gì đâu. Chú đó có nói là chú cán bộ về hưu hồi xưa. Mà trời thấy cái cảnh đó ổng gớt nước mắt, ổng gưng nước mắt nó khóc luôn chứ tối thì khóc gì nữa, nói không có được. Chú kia có được 7-8 công đất gì đó. Khóc không nói được câu nào luôn, khóc rớt mắt nó là mần người đó giờ tích góp tiền từ các mua giờ gốt ruột giờ buông ra trắng hết trơn. Làm bây giờ đi xuống giờ chân sạch sẽ chân, bây giờ mấy người đó giờ tôi thấy thì cũng đau khổ dữ lắm chứ. Bây giờ tối này tôi chú thấy giờ vô dân quán ngủ bây giờ trừ ra nhà nước cung cấp mùng mền chứ còn mùng mền đó ta lách đi không còn cái giống gì hết trơn nữa. Có bộ đồ trên người thôi. Có người thì ôm ra được vài bộ, còn có người không có. Cái ông chú mà 30+ công đất giàu đó gọi là đại gia đấy còn gì nữa. Bây giờ nói chú đi ra chú có bộ đồ buông ra cũng bộ đồ tại điểm này. Rồi bởi này nói thiệt. Nãy chú cầm một bao thư với một cái bịch gạo thấy tội lắm. Mà mấy người này nói á. Trời ơi trời, tôi chưa bao giờ có cái cảnh như thế này. Tôi nghĩ ngày hôm nay mà tôi cầm bao gạo ăn xin như vậy. Được cho như vậy luôn. Tôi nghĩ ông nói vậy luôn á. Tôi chưa từng thấy mà tôi không ngờ có một cái ngày hôm nay tôi phải cầm một cái bao thư của người khác cho rồi cho gạo rồi cho mì như thế này tôi nhận vậy. Mà tôi nghĩ rằng như vậy nè. Miếng đất mà lỡ vô hồi nãy tôi rước cháu này đó là tôi bảo đảm ở ngoài sông cái ngoài nếu nó lỡ nhiều tôi không có nói mà từ ngoài đó vô cho tới chỗ mà tôi rước chú này đó là mình nói là 100m thôi tôi tính 100 chứ trên 100 nữa là chú thấy nó cạn queo lên sáng nó cạn là nó cạn luôn hết trơn về mà bây giờ nó lỡ vô tới nhà nó bây giờ tôi không, không hiểu nổi luôn không hiểu được mà tới nhà nó nứt luôn nữa nãy cái mấy chú kia vô cái nhà đó sắp sửa nó phải đi luôn xuống nữa bây giờ nứt luôn rồi bây giờ nó cũng là tài sản cũng hư mà
rồi cũng tiêu hết được. Vậy là ngày hôm qua là lỡ là nước lớn chứ phải lỡ nước lớn này nè, chiều này nè. Nước lớn này nó dập ra. Bây giờ không biết còn trong đó còn tình hình sao nữa, chắc hồi tụi con cũng vô trong đó coi chút quá. Đi đi bây giờ có hay lọt vô đó nữa. Dạ. Cái nhà nó không phải lỡ từ từ nữa hả? Tét hả chú ơi, nãy nó tét nó ở vậy, chú quê vậy thì nếu mà hồi tụi con không đi á, mượn xuồng chú đi được không? Được, chú đi cũng được, đâu đi đông quá sao chú đi được? Xuồng con lớn vậy mình nghĩ. Đi hai người thôi chứ. Hai người được. Ừ. Bơi được, ừ chứ còn nếu đông là đi không được. Lại cái nhà kia đi. Ừ. Rồi hai người bơi muốn quay ra đó quay. Đúng rồi. Rồi con cảm ơn chú nha. Dạ. Rồi. Hello quý vị, cho ra đồng bằng ít phút quảng cáo thì trên tay chai đồng bằng đây là chai nước cốt nhà ủ đường nguyên chất trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp rất là tốt cho người già. Quý vị nào cần có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Một chai như vậy là 300.000 bao ship nha quý vị. Và tiếp theo nữa, đây đây là chai mật ong rừng U Minh 100% nguyên chất, một chai là nửa lít thì cái số lượng hiện tại bây giờ đang có hạn thì còn khoảng vài lít nữa thôi. Quý vị nào cần có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Thì một chai dài là nửa lít, một lít là 1.500.000 bao ship nha quý vị. Và tiếp theo nữa, đây trên tay em là một bịch cà phê. Cà phê này là cà phê Đắk Lắk nguyên chất, ở nhà ông anh của em làm. Thì quý vị nào thích cà phê thì có thể liên hệ với em, 250.000 một ký bao ship. Rất cảm ơn quý vị.